Sau Hoàng Nhật Đồ Địa xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2020, máy rửa bát Nhật Đồ Địa bây giờ em bán chính thức vào vụ rồi. Cho nên em cũng sẽ tập trung rất là nhiều thời gian để lên sóng máy rửa bát phục vụ các bác. Máy rửa bát Nhật thì em cung cấp đầy đủ các chủng loại từ hơn 3 triệu cho đến hơn 10 triệu các bác nhé. Hàng bãi rồi hàng mới em đều có cả. Chứa dòng Nationa và Panasonic, đấy là hai cái dòng máy ưu việt nhất của Nhật Bản, hàng nội địa, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp, dễ sửa chữa, nói chung là rất là lành. Hôm nay em lên sóng hướng dẫn các bác sử dụng cái chức năng của mấy con máy rửa bát Panasonic, cái dòng mẫu mã như thế này các bác nhìn nhé. Đấy, bao gồm là từ TL1, TL3, TL5, 6, 7, 8, 9 đều sử dụng giống nhau hết, kể cả các cái mẫu này các bác nhé. Đấy, chức năng sử dụng nó cũng hệt. Thì các bác nào xem clip thì các bác cứ từ cái máy này các bác suy ra thôi, nó giống nhau hết, chỉ khác các cái màu ở đây thôi, còn tất cả đều chỉ giống nhau. Ở đây là một con Panasonic TL6. Em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng cái bảng điều khiển này. Trên bảng điều khiển này thì nhiều bác cứ khi mua các bác nhìn các bác cứ bảo là không biết sử dụng, nhưng thực ra nói các bác nói thì bảo hơi quá, nhưng trẻ con người già 70-80 tuổi cũng sử dụng được hết ạ. Đấy, nó rất là dễ thôi, trông thì chữ mình không hiểu nhưng mà thực ra mình nhìn mình quen mình nhớ thôi, có cái gì cả. Ở đây khi các bác sử dụng này, các bác chỉ bật nguồn, cho em nút bật nguồn, chắc là ai cũng bấm được đúng không ạ, giữ cái nó bật lên này. Các bác muốn rửa thì các bác bấm đây cái là nó rửa, đúng hai thao tác là các bác hoàn thành nhiệm vụ rửa. Thì có dễ không ạ? Quá dễ đúng không vậy này. Thế này tại sao mà các bác lại không làm được ạ? Đây, còn bây giờ các bác muốn phân tích chi tiết, em sẽ hướng dẫn các bác chi tiết. Nhưng mà đấy, để rửa được thì chỉ cần bấm hai nút để các bác rửa được rồi ạ. Còn trên bảng điều khiển này nó có chia ra làm ba cái khu vực, thì hướng dẫn các bác như sau. Khu vực này, ba cái nút này là khu vực bật nguồn, nút bật nguồn, nút tắt nguồn. Đấy, bật nguồn này, tắt này, bắt đầu rửa. Đấy, trên cái đèn báo này thì các bác ra thích quan tâm thì các bác quan tâm thôi. Đèn báo đầu tiên này là đây, khi các bác rửa nó sẽ đầu tiên đèn này nó nháy. Đấy, sau đó sẽ xả hết nước cũ ra và nó chuyển sang đèn này, nó cấp nước và chuyển sang đèn này. Đèn này thì nó có nhiệm là đèn, gọi là đèn báo trong quá trình đun nước, vừa đun nước vừa phun xương khử khuẩn. Thế thôi ạ. Khi đun nước xong thì chuyển sang đèn này, đèn rửa, đèn này đèn tráng, đèn này đèn sấy. Đấy, cứ đến chương trình đèn nào thì là nó sáng đèn đấy, chứ mình cũng chả quan tâm làm gì. Ê, thứ hai cái này gọi là cái nó hơi khó một chút nhất trong cái này thôi. Cái nút này là nút chuyển cái chế độ rửa. Thì ở đây nó có 6 chế độ rửa. Đấy, chế độ rửa thì em thường cài đặt cho khách là rửa chế độ tiêu chuẩn ở giữa đây các bạn này. Các bạn nhìn cái chữ này ở giữa, hàng trên và ở giữa, máy nào cũng như vậy, rửa tiêu chuẩn. Đấy, các bác thích kết hợp với nước 80 độ C thì em để luôn nước 80 độ C cho nó sạch. Còn bình thường nó sẽ không, thì nó sẽ chỉ là với cái nước 6-70 độ thôi. Đây, nếu các bác bấm nút này nó cứ chạy lần lượt thôi ạ. Đấy, chỉ rửa tiêu chuẩn với nước 6-70 độ C, còn thích 80 độ C bấm thêm phát nữa. Đấy ạ. Thế bây giờ em chỉ cho các bác là các chức năng, các bác có thể phần dùng phần mềm Google dịch cái chụp màn hình dịch ra luôn đã hết mà. Chế độ này là chế độ rửa nhẹ này. Rửa nhẹ thôi nhé. Rửa nhẹ. Đấy, rửa nhẹ ở nhiệt độ thấp này các bác nhé, rửa nhẹ ở nhiệt độ thấp. Đấy, chế độ này thì không chọn được 80 độ C đâu ạ, nó vì nó rửa ở nhiệt độ thấp mà. Này các bạn nhìn nhé, bấm tiếp và không chọn 80 độ C, sang rửa tiêu chuẩn. Chế độ này là cái chế độ rửa mạnh nhất này, chế độ rửa siêu dầu mỡ. Đấy, rửa tiêu chuẩn với nước 80 độ C này. Rửa mạnh, siêu dầu mỡ bình thường, siêu dầu mỡ với 80 độ C. Đấy ạ. Sang chế độ này chế độ rửa nhanh chóng. Chế độ này là chế độ rửa nhẹ nhàng, giữ gìn đồ. Đấy, tiếp tục các bác ấn một lượt. Chế độ này chỉ mỗi sấy không, chỉ mỗi sấy, không rửa, chỉ sấy. Các bác thấy đơn giản ạ. Còn bình thường khi các bác đã cài đặt sẵn cho gia đình nhà mình dùng rồi, như em bán sẽ cài đặt sẵn như này, các bác về chỉ bấm nút này là rửa. Còn sang cái bên này 30, 45, 60 này không phải là thời gian rửa, mà đây là thời gian sấy. Thời gian sấy 30 phút. Các bác bấm thêm phát nữa, sáng cái đèn này thêm là kèm theo giữ khô. Cầm theo giữ khô là như nào, tức là thỉnh thoảng máy sẽ sưởi ấm lên để vào những ngày nồm các bác muốn bắt đũa luôn khô ráo thì các bấm thêm này, máy sẽ chạy thỉnh thoảng chạy giữ khô.
sấy 30 phút kèm giữ khô, sấy 45 phút bình thường, sấy 45 phút kèm giữ khô, sấy 60 phút, sấy 60 phút kèm giữ khô, thấy chưa? Rất đơn giản, chả có cái gì. Cái đèn này là đèn thông gió, nó có cái quạt thông gió, tức là khi các bác đóng cửa này sợ nó âm mùi, các bác bật cái chế độ này lên thì nó sẽ thông gió bên ngoài. Thì vậy thôi ạ. Còn cái khi mà em bán cho khách em sẽ để thời gian sấy 30 phút thôi. Để y hệt như này 30 phút. Rửa tiêu chuẩn nước 80 độ C. Có vậy thôi ạ. Nút này là nút hẹn giờ, 4 giờ sau máy bắt đầu rửa, ấn nút này và bắt đầu ấn đây. Đấy thì máy sẽ chờ đúng 4 tiếng sau rửa từ lúc mình bấm. Được chưa? Còn đây là đèn Econavi, chỉ dùng báo cho ở chế độ tiêu chuẩn. Đèn này có tác dụng là tự động máy hoàn toàn điều tiết hết, thông minh. Nói chung là tóm lại là rửa tiêu chuẩn nước 80 độ C, thời gian sấy 30 phút. Bấm là nó nhớ. Các bác chọn một lần như vậy thôi, bấm rửa bắt đầu máy nó sẽ nhớ lại. Đấy, cứ nhớ nhá các bác nhá. Chọn một lần như thế này rửa thì lần sau máy sẽ nhớ đúng chế độ đấy, không phải chọn lại. Tắt đi ạ, đây em rửa, bật lên. Nếu các bác chọn sang chế độ khác, bật rửa. Đấy, chế độ rửa mạnh thì lần sau các bác tắt đi, rửa lại, bật lại, vẫn nguyên chế độ mạnh. Dạ. Tức là mình chỉ chọn một lần, nó không phải chọn nhiều lần. Còn khi mặc định là đây như này rồi các bác thế thôi, người già nhà bác, các bác ông bà già, trẻ con hay người giúp việc, bật nguồn, bấm rửa. Vậy thôi ạ. Thứ hai nữa là nhiều bác hỏi là cái viên rửa cho đâu, bột rửa cho đâu. Đây nó thiết kế chỗ này là cho bột rửa các bác nhé. Đấy, thực ra bột rửa cho đây thì cũng chảy xuống dưới này thôi chứ chả đi đâu cả. Em cứ ném thẳng vào trong. Vậy hết. Đây là khay rác. Khi các bác rửa xong thì các bác nhấc rác ra đổ đi. Khay này khay xếp bát, 12 cái bát con ở đây, hai hàng, 6 cái cốc, 6-7-8 cái đĩa, bát lô tô nhỡ, thìa đũa. Các bát đũa nói chung là cứ xếp nghiêng 45 độ theo như cái giá bát này các bác xếp như nào thì cái này các bác xếp đúng nghiêng như thế. Ba tay phun nước này hoạt động lần lượt để phun nước nóng. Đây là dây may so đun nước nóng để phục vụ đun nước nóng các bác nhé. Khi các bác lắp đặt thì cấp nước lạnh vào máy sẽ tự đun, hoạt động hoàn toàn tự động hết ạ. Đấy, đấy là chi tiết hướng dẫn các bác sử dụng một con máy rửa bát Nhật dễ như trở bàn tay. Còn tiếp theo ở đằng sau lắp đặt đây ạ. Vậy các bác xem. Lắp đặt ở đây nhiều bác nhầm tưởng nút này là nút xả nút thoát nhá. Nút này để nguyên cho em không động vào ạ. Nút này là nút xả nước cặn ở máy bơm, khi nào các bác di chuyển đi thì các bác mới tháo ra. Còn ở đây đường cấp vào đây, cấp ống đúng mô đúng ống máy giặt. Đường thoát nhỏ xíu đi kèm. Ống cấp ống thoát đi kèm các bác nhá. Chỉ có vậy thôi. Dây xanh này dây tiếp đất. Đấy. Điện 100V. Điện 100V. Đây con này con TL6 đời 2013, giá 7 triệu đấy ạ. Đấy các bác nhá, quá đơn giản, trẻ con dùng được, chào các bác.